Để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với tiểu phẩm Chuyện tình xôi sầu riêng với sự thể hiện của diễn viên Hồng Trang, diễn viên Vân Tuấn và diễn viên Thái Dinh. Tiểu phẩm xin được phép bắt đầu. Trời ơi, tôi đi theo Xuân, tôi hát đào cho Xuân đó. Ai bộ vô tôi hát vậy? Mà tôi hát vậy để cho Xuân bán đắt hơn. Trời ơi, bán ế hơn thì có. Không dám ế đâu. Nhưng tôi hát là một cái, người ta thấy tôi lạ. Cái bu lại soi sầu riêng mua xối xả luôn. Không dám đâu, không biết có bu lại hay không. Mà tôi thấy trong lỗng ở đây luôn rồi nè. Không dám đâu, đau quá vậy đâu. Vậy trong đâu quá đâu. Nhưng mà người ta coi chứ người ta đâu có mua. Rồi, nhưng mà tôi thương Xuân tôi mới làm vậy chứ bộ. Nó nghe có con khác nói không? Tôi thích Xuân. Con khác luôn. Tôi yêu Xuân. Câu khác luôn. Rồi câu này đảm bảo khác luôn. Câu gì vậy? Bon rock play on. Là gì vậy? Là anh yêu em á. Cái gì vậy? Mới qua bên kia hỏi người ta tiếng Campuchia. Mới đăng ký sổ học bài. Ocun. Là gì vậy? Là cảm ơn á. Today bong, today bong, na bong na, rút na cuốn. Là gì vậy? Gì? Là gì? Xin chào tất cả anh chị em và các em thiếu nhi ngồi ở đây. Trời ơi. Ủa mà nó nghe nó đúng không? À, câu đầu đúng, mấy câu buôn buôn là sai á. Trời ơi, vừa mãi thôi. Ê. Nó nghe là hồi nãy nó đi về thì chỗ tôi muốn. Hồi dễ gì? Tôi theo Xuân mà. Em chứ mệt quá, tôi không thích anh nó hoài à. Nhưng mà tôi thích Xuân, tôi thích Xuân nè, tôi thích luôn cái soi sầu riêng của Xuân luôn. Thiệt, tôi thích tới nỗi mà ngày nào tôi cũng ăn soi sầu riêng của Xuân hết á. Tôi nè, ngày nào tôi cũng mua nè, tôi ăn được ngày 1 nè, tôi ăn ngày 2 nè, tới ngày 3 đó. Nó ngán thì cũng kỳ, nhưng mà ngán thiệt Xuân à. Nhưng mà không sao nha Xuân, tôi vẫn mua soi sầu riêng. Tôi về, tôi cho cha mẹ tôi ăn, anh em tôi ăn. Sao? Cha mẹ tôi ăn ngày 1 nè, ăn ngày 2 nè, tới ngày 3 nè. Nó ngán thì cũng kỳ, nhưng mà ngán thiệt Xuân à. Tới khi mà ngán rồi á, tôi mới suy nghĩ ra một cách. Tôi mua soi sầu riêng về nha. Tôi cho thành quý một cục tròn voi vậy nè. Tôi đập cái bẹp, nó dẹp lép ra. Đem lên nóc nhà tôi phơi cho nó khô. Phơi khô rồi bữa nào thèm á, lấy xuống chiên lên ăn. Làm gì? Mà chiên. Ăn chưa? Mà tới lúc đó nha, trời ơi, tôi mới phát hiện ra một món ăn mới. Món gì vậy? Soi sầu riêng chiên phồng. Trời ơi. Chiên lên mà nó như cái bánh vậy nè, đã được luôn hết chứ bộ. Nó nghe đã là như vậy làm gì còn mùi sầu riêng của tôi nữa. Sao không còn? Mùi sầu riêng của Xuân lúc nào cũng đeo bám bên người tôi hết. Thì cái mùi sầu riêng của Xuân tôi hửi một cái là giống như là mùi nước hoa Miết Phước Kỷ vậy đó. Nè, mùi sầu riêng nè, cái nón này làm tôi hả, coi như là đi ngõ sao vô lấy đó. Mỗi lần tôi nhớ cái là tôi xung. Mỗi lần tôi nhớ cái xung. Ghê quá. Thiệt là tôi hết nhớ. Nè, cái nón của tôi đây nè. Ủa nón đó, nón này là nón nào? Biết nữa đâu coi. À, cái nón của tía tôi. Cái tía tôi đội ra cho heo ăn á. À, vậy là cái nón này tía Xuân xúc cám cho heo ăn hả? Đúng rồi. Hèn chi mấy bữa nay nghe mùi cám mà tưởng đâu Xuân đổi mùi nước hoa chứ. Hay, tôi tập thu lại á. Tôi đội lên đầu nè, heo heo xuống nè, heo 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 xuống, heo heo. Thôi đi về đi, mệt quá. Thôi sao về được. Đây làm gì? Tôi ở đây. Gì? Tôi ở đây để tôi nói với Xuân là tôi yêu Xuân mà. Tôi theo. Quá à. Thiệt, giờ Xuân lấy tôi đi. Tôi về tôi nói má tôi á. Xây nguyên cái giường sầu riêng cho Xuân luôn. Gì vậy? Để cho Xuân nấu soi sầu riêng. À, không dám đâu. Nguyên giường sầu riêng tôi đâu có cần. Tôi chỉ cần một cái. Trong trái tôi lấy một muối tôi soi một đời. Trời, Xuân ma mảnh vậy hả? Chứ gì nữa, tôi lấy cái bụi chứ đâu phải lấy cái cơm. Vậy thì tôi sẽ nói má tôi xây nguyên cái sạp sầu riêng để bên cái sạp sầu mít má tôi. Ờ, à, để bên năm số khác ăn sầu riêng miễn phí. Không, tôi ăn hột sầu riêng. Hả? Hột sầu riêng mà nướng với muối ớt, mỡ hành ăn ngon lắm nha. Trời ơi. Ăn một cái là cái nào ra cái đó liền. Trời ơi. Thiệt. Hiểu luôn.
Hiểu gì? Tôi biết tại sao mà không có ai dám đi sau lưng anh trơn trời. Ủa sao vậy? Tại vì anh có thể mà giải quyết đám đông hiệu quả. Vai Xuân, con gái mà Xuân nói kỳ quá. Tôi không có vậy đâu. Không bao giờ con vậy hết. Xuân lấy tôi đi. Thôi mệt quá, tôi nó không có thiệt anh luôn nè. Tại vì á tôi không ôm thôi. Bà nội tôi á, cứ nắp ngay cho tôi cái xóm nào ở dưới á. Nhưng mà tôi chưa thấy mà tôi chưa có ôm thôi. Bây giờ thấy tôi rồi ôm tôi đi. Dám đâu, tôi thấy anh tôi càng không ôm anh á. Sao không ôm tôi? Chứ gì nữa, mọi người coi là tôi ôm anh đi được không? Thôi trời ơi, sao không được? Duyên dáng quá mà. Mà tôi nói thiệt anh nghe nha, trai lớn lên là phải có công chuyện mừng ăn đàng hoàng. Còn anh nó có nhà anh không hề lo mừng ăn gì trơn trời. À thôi anh rảnh tao ở nhà tao làm bánh tôm tao làm tao bán đi. Muối tôm này tao trộn với bánh tráng tao bán đi. Không chịu đâu, tối ngày á cứ đi từ đầu trên đến xóm dưới ôm cái con quý trong người á rồi xong đi chơi hoài. Tôi nói thiệt nha, ôm cái phụ quý của anh 21 là bệnh ráng chịu á. Chứ con gái mà chứ nói gì bậy bậy. Nói gì bậy? Quý lão đi. Thì đó cái con gì quý quý mà anh lâu lâu mà nữa á. Ôi mắc cỡ quá trời ơi. Cái con nó phải đem bên mình chứ không đem bên mình dị thường không sức ơi. Thì đó nhưng mà đâu hôm nay đâu có đem. Sao không biết đem. Trời ơi. Trời ơi. Lượng lượng chi cho mở tràn thấy không. Cách vượt lượng cách vượt. Ai mượn cho biết nè. Thì đó hôm nay sao đem theo. Đem heo mà sao thấy được. Em theo đá gì ta. Đá thốn lắm sao đá. Trời ơi. Ủa vậy là biết hả. Chứ thường ngày ngon lành lắm mà. Ê đó gà không. Ê đó gà không. Trời ơi cái con gà chen người ta hả. Bảy màu đẹp gần chết không. Con gà con không biết làm gì. Nhượng nguyên một màu đẹp thua chứ ghê. Ủa Xuân vậy là Xuân nói con gà hả. Nói con gì. Nãy giờ tôi tưởng con khác không. Vậy Con đó đó. Con đó ơi, khi nào lấy nhau thì tôi nói cho nha. Mà con gà của tôi á, là người ta gọi là gà ke. Còn con gà của tôi á, được gọi là ok đạp tuyết. Wow liền thấy không? Ok là sao? Ok là cái gì? Ok cái gì à? Ai mới nói gì? Ok, tức nghĩa là một con gà đen. Đạp tuyết, tức nghĩa là đạp trên mây mà đi. Con gà của tôi đá dữ lắm. Con gà đó. Thôi, dùng lại đi. Một hồi ta vô nồi bây giờ. Trời, hiểu bộ con gà tôi đá dữ lắm á. Thôi, bởi vì tôi nói nghe nè, không ai dám đá gà của anh hết trơn á. Nó mới xung trận nhảy vô á, cái nó nhả lăn ra, nó nhảy đành đành. Cái sau mà anh không nhảy ra, anh bắt đền người ta. Trong cái má anh nó trội nguyên cái mít vô mặt người ta, đúng không? Tại vì nó ăn gian, nó đá thua, nó cũng tung tôi chi. Hay lắm. Nhưng mày thôi, giờ lấy tôi đi. Lấy cái gì? Gì? Lấy bắt con gà của anh á, được không? Làm gì vậy? Này nha. Tôi nói cho Xuân biết nha. Gì vậy? Xuân nói tôi được. Xuân chửi tôi được. Xuân nói má tôi được. Xuân chửi má tôi được. Nhưng mà Xuân không được đụng tới con gà của tôi nha. Ghê chưa? Mới đụng tới con gà mà vậy á. Ê nó nghe rủ cái món cưới tôi về á. Tôi lỡ làm rớt lông con gà của anh. Anh làm gì tôi? Tôi sẽ giết. Giết tôi hả? Giết con gà cho Xuân ăn. Tôi thương Xuân hơn Xuân có thương con gà. Không có tên ha. Bây giờ nói chung mình về đi. Về. Thôi không có về đâu. Còn ở đây được. Nói giờ về là về chung đi. Nè tôi nói cho Xuân biết. Tư lệnh này nói được là làm được. Nghe cái tên là biết không được rồi đó. Sao không được? Tư lệnh có bao giờ lên đâu mà làm được. Không dám đâu tên tôi tin lệnh. Thôi ba anh em tôi gộp lại là tên rất là đẹp. Tên gì? Anh tôi tên Vàng, tôi tin lệnh. Thằng em tôi tên Bền. Vàng lên Bền. Thấy ghê chưa? Mấy em ở dưới quê mình kêu Vàng lên Bền là kêu cái thứ gì vậy mấy em? Không có biết. Không có biết hả? Để nói cho nghe là mấy cái thứ đó là đi cầu cá rồi. Chúng này nói chuyện bậy bạ. Cái tên tôi thơm tho, Xuân nói còn nghe thơm thẩm. Tôi nói bình thường á, chứ anh nghĩ gì? Không bình thường, nhưng nếu mà Xuân không thích tên lên, tôi đổi tên lên. Vàng lên Bền. Lên Bền. Được, nó về đổi tên đi. Rồi vậy đi với tôi đi. Đi đâu hả? Đi về với tôi đổi tên. Cười quá, đổi tên má anh đổi, mắc mới gì tôi. Không, 12 bà mụ nhà tôi thích ăn xôi sầu riêng hơn xôi mít. Thôi mà đi về đi. Thôi tôi không về đâu, Xuân bán hết rồi, Xuân không về, Xuân ở đây làm gì? Tôi đây có công chuyện tôi. Công chuyện gì ở đây? Đi chợ nghệ sĩ tôi xin chữ ký. Mày trời. Không, mấy nghệ sĩ à. Miễn sao vậy? Hả? Tôi cũng là một nghệ sĩ hát lình hát đám ở đây.
Tại sao không mời thích tôi mà đi thích nghệ sĩ? Chọn nghệ sĩ chẳng có gì hay. Các anh hát đám gì nghệ sĩ, người ta hát, người ta phục vụ cho các anh chiến sĩ chứ bộ. Tôi nói thiệt á hả, nè hôm bữa nè, cái sớm nè, có cái đoạn lô bô sống giang về, tôi lên tôi hát một cái là sáng nó vòng luôn. Bởi vì sợ cái tiếng hát của tôi. Bởi vì ai dám hát anh lên về đấy. Nói đúng vậy đâu, mà nghệ sĩ nào, đợi nghệ sĩ nào? Ba Mạnh. Ba Mạnh, tôi thích nghệ sĩ nào, thích nghệ sĩ Thái Vinh đi không chịu. Cái gì Ba Mạnh, Ba Mạnh có gì, Ba Mạnh người như con bùn tọt vậy đó. Người như con nhái vậy đó, mạnh mạnh trên Ba Mạnh, mạnh cỡ nào. Trời gì vậy đó. Đó là Ba Mạnh gì nó người chút xíu mà đọc đóng vai lưỡi bố hí liêu thì. Xin lỗi ra đây gặp tôi đi, tôi là đổng cát à, tôi hí nó cho coi. Thôi vừa phải nó đi về, tôi với nó như tay vậy à. Thôi tôi không có về đâu. Về. Không. Về 1 giờ không? Không. 2 giờ không? Không. 3 giờ không? Không. Khổ ghê vậy đó. Tối nay không đi theo mày nghe hoài à. Khổ ghê ơi. Thôi nè, ở dưới có ai không, tôi gả luôn á. Ồ, ủa dạ? Tôi mới ra xong cái cô đòi gả tôi vậy. À, dạ không, em gả anh kia. À, đâu, đâu có ai đây đâu. Ủa nãy giờ cô hát ở đây hả? Dạ. Trời đất ơi, cô hát thiệt không? Dạ nãy em hát dạ. Sao bán xôi mà hát hay quá vậy? Ủa cha, định bán xôi không được khách hay mà khách hay không được bán xôi hả? À, xin lỗi cô. À, tôi tự giới thiệu với cô nha. Tôi á là... Ba Mạnh. Sao cô biết? Trời ơi, cái tên anh hả? Ở trên... Trên hình nước ngoài có tên phải không? Trời ơi, nghệ sĩ nói chuyện kỹ cái tên mình nói chuyện hình giống như là cái đống... Ê, cô... Cái đống xanh. thì nói chuyện hình thì tôi nói về chuyện hình thôi chứ sao? À, tôi muốn tự giới thiệu. Dạ. Tôi tên là... À, Xuân. Hai Xuân. Sao biết tên tôi vậy? Trời ơi, tên của cô không có gì lạnh ngoài kia. Nhưng mà tên của cô cứ gian gian ở trong hậu trường á. Tôi mận gì chồng? Thì không có đâu có gì giống đâu. Mỗi lần mà đàn tôi về đây hát nè, hơn tháng này nè ha, mọi người về đây ăn xôi của cô mà mọi người khen quá thì khen luôn. Ta kêu chứ ăn xôi của cô Hai Xuân bán là ăn ngon nhất nắp. Trời ơi, nghe giọng chết luôn nha. Ai nói mà chú dữ vậy trời. Mẹ nói nghe, tôi dạ. Cảm ơn bà hát của anh lắm. Giờ vậy mà cả tuần này tôi bắt đắt lắm luôn á. Thiệt không? Mấy mốt đạn đi là cô ế lắm hả? Ai trời. Chưa ngon nhưng mà anh ăn có ngon không? Ngon, tôi khoái lắm á. Trời ơi, dạ. Cô nấu ngon mà béo lắm. Mà cô ơi, dạ? Vậy chứ cái thâm niên bán xôi của cô bao nhiêu lâu rồi mà cô ngon như vậy? Nhiều? 20 năm. 20 năm rồi? Dạ. Trời ơi, cô ơi, vậy năm nay cô bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Trời ơi, bà 20 năm mà bán 20 tuổi. Ủa sao được hay vậy? À là vậy nè, là ngày xưa á, là má tôi đi bán sầu riêng à. Xong là có bầu tôi, có bầu tôi cái mệt quá, cái gom lại thành thúng xôi sầu riêng đi bán à. Đó, kể từ đó tôi có thâm niên mới xôi sầu riêng từ tầm bé. À vậy đó hả? Trời đất ơi, vậy là cô 20 tuổi rồi phải không? Dạ. Vậy năm nay cô có chồng chưa? Ê không mà tôi hỏi thiệt mà. Tự nhiên người ta chưa có bồ hỏi có chồng chưa? Ừ. Thiệt luôn hả? Chưa có bồ luôn hả? Chưa có bồ. Cô ơi, đừng có vòng vòng nó té bây giờ. À, chứ 20 tuổi mà chưa có bồ là người ta kêu bằng ế rồi đó cô. Vô phải là nha, cái gì mà ngày sĩ giờ mới nói chuyện gì vô duyên quá à. Cái này là tại vì tôi thích như thế được không? Tôi nói thiệt cho anh là cũng tại vì bà nội của tôi á, định gả cho tôi với người ở sống dưới á. Mà tại vì tôi chưa thấy tôi chưa có ưng rồi. Mà sao cô không ưng đi? Có biết gì đâu mà ưng. Đâu có sao đâu, hồi xưa ba má tôi đâu biết nhau đâu rồi, cũng lấy nhau đẻ ra tôi nè. Anh thích vậy hả? Không. Tôi á là phải thương nhau nè, tìm hiểu mà thấy được thì mới quen, rồi mà xong rồi mình mới yêu rồi mình mới cưới chứ, đúng không? Đúng rồi. Cô cũng vậy luôn á hả? Dạ. Bà cô ơi. Dạ. Tôi thấy trời cũng tối lắm rồi đó. Dạ. Là sao cô không về đi? Có công chuyện. Công chuyện gì mừng đại đi về chứ đứa ơi. Đi giờ này về là ba má nhà la lắm á. Dạ biết rồi. Ừ, hàng xóm ta nhìn vô ta nói cái hư. Sôi thiêu hả cô? Nói cho đợi cho anh. Ông cô bán từ sáng tới giờ nó không thiêu hả? Vô phải đó, nói sôi này nó mới sôi ngon nhất. Tôi đi xin trường luôn. Tôi xin lỗi mà, thôi tôi xin lỗi mà. Ngon lắm á, tôi thấy còn ngon lắm á. Sao mà chưa ăn? Thiệt, còn ngon lắm mà, cô cảm ơn cô nhiều lắm nha. Ăn đi, giận rồi đi về. Thôi đừng có giận mà, tại vì cô biết sao không? Tôi á, ít có nói chuyện ngay trong đàn, tôi không có bạn bè gì hết á, ít có nói chuyện á. Thì có gì đâu giận, cứ nói giống như những người trong đoàn anh vậy đó.
Vậy là tôi nói giống như trong đàn nha. Đâu ừ, nãy giờ chịu nói chi cho xả ra cho nó mệt đỡ mệt. Thấy không? Rồi bây giờ nói giống trong đàn đúng không? Rồi, chuẩn bị nè. Bơ điêu thuyền, điêu 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 thuyền. Thôi, người ta đứng ở đây nãy giờ người ta nói rất là thiệt mà nói người ta điêu rồi còn bới người ta lên nữa làm sao? Không có, thì cô kêu tôi nói giống như trong đàn hát đang tập tuồng lữ bố điêu thuyền đó. Không phải, ý là nói là nói chuyện thân tình giống như là người trong gia đình vậy đó. Trong gia đình sao tôi đâu có biết đâu. Hay giờ tôi hát nha. Ừ. Hát nha. Ừ, hát câu vòng cổ nghe cho nó đã cái kênh à. Hát đại gì nha. Để nhìn coi hát đại gì nha. Để cho gửi. Chuẩn bị nha, cho gửi nha. Cho gửi nha. Là hồi lá sao lá đụng dơi dơi không chờ lời nhắn nhủ. Mây trắng nhớ buông hai chờ ta ngồi gió gió tới tây lưng mong thấy bạn chung tình chắc rồi hả hả đi sao 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 con sao vậy con em chung giờ trời đất ơi xin lỗi con nha vậy tôi không hát bài đó nữa tôi hát bài khác đi à, sao không hát tiếp giờ để tôi hát nữa là cô chúng gió nữa là sao thôi thôi hát nữa đi cũng hết tiếng hát rồi. Sao vậy? Thì tôi thấy cô dễ thương quá, tôi đặt đại vậy đó chứ tôi đâu biết hát tiếp lại gì đâu. Trời ơi, hát đi mà. Không mấy giờ cô hát đi. Thôi, tự nhiên kêu. Hồi nãy tôi nghe cô hát hay lắm đúng không quý vị? Nãy hát hay lắm đúng không? Giờ kêu hát được không? Đó, giờ hát giùm đi mà, hát cho tôi nghe đi mà, hát nghỉ mà, hát đi. Bài nãy hả? Ừ à. Lần đầu tiên tôi tỏ tình với người ta mà người ta không chịu xong. Với lại cô biết sao? Tôi biết á, tôi là nghệ sĩ rày đây mai đó.
rồi tôi cũng biết á, người ta ưng tôi, người ta có chờ có đợi tôi không? Không biết có chờ đợi không á, mà người ta cố tình người ta ở đây nè, người ta bán, người ta chờ người ta ra, mà không biết có chờ không là thì người ta cũng định đó là nếu như mà ai kia ai nọ có nói cái gì với tôi á thì tôi sẽ đáng chờ, tôi chờ một năm hai năm gì đó, nếu như mà người ta không có quay trở lại đây thì tôi về miền dưới tôi làm dâu luôn á nha. Thiệt không? Thiệt. Chờ tôi nha. Đi luôn á. Chờ tôi nha. Tôi hứa tôi là một năm nữa, năm thôi tôi sẽ chờ để tôi gặp cô.